Hello， 大家好，我是阿光，我现在在云南省红河州的。Vlogger Trung Quốc đi lạc vào khu phố Việt ở Vân Nam nói, Việt Nam giàu đến mức rằng Trung Quốc sấy cả khu phố. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội dưa hấu của Trung Quốc đã cho đăng tải một video có tiêu đề như sau. Việt Nam bây giờ rất giàu, có một nhóm người Việt đã xây dựng một con phố sầm uất ở Trung Quốc. Việc ra nước ngoài với người Việt Nam đã trở nên dễ dàng hơn. Đây là video của một blogger có tên A Quang. Mới đây anh ấy đã đến cảng Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam để xem tình hình phát triển của nơi đây như thế nào. Anh ấy nghe đồn rằng ở đây đang có sự hiện diện của một khu phố người Việt Nam. Lý do lớn nhất thôi thúc A Quang đến đây đó chính là vì quá tò mò về Việt Nam. Trước đây A Quang chỉ biết Việt Nam qua báo đài và tin tức, nên anh muốn tận mắt chứng kiến Việt Nam thật sự như thế nào. Có nghèo như những lời đồn thường thấy ở Trung Quốc hay không? Khi đến tận nơi, những gì đập vào mắt A Quang khiến anh ấy há hốc mồm kinh ngạc. Vậy cụ thể A Quang đã có trải nghiệm gì thì bây giờ chúng ta cùng xem nhé! Theo như A Quang đánh giá, ở Hà Khẩu có những con phố nhộn nhịp và sầm uất, nhưng so với các thành phố lớn ở Trung Quốc thì nó còn nghèo lắm. Tuy nhiên, vài năm gần đây, tình hình ở Hà Khẩu có phần khởi sắc vì có sự xuất hiện của một nhóm người Việt Nam đến đây lập nghiệp và kéo kinh tế của huyện này đi lên. Ở đây có rất nhiều quán ăn và cửa hàng của người Việt Nam, có hẳn một khu phố chỉ bán đồ ăn Việt Nam. Ngay cả bảng hiệu cũng có chữ Việt Nam, điều này khiến A Quang vô cùng bất ngờ. A Quang chia sẻ, ở đây có thể mua mọi đặc sản của Việt Nam như trái cây, cà phê, rượu, bia, thuốc lá, vân vân. Thành thật mà nói, nơi này chủ yếu là người Việt Nam, vì đi đâu cũng gặp người Việt Nam. Người Việt còn đông hơn cả người Trung Quốc. Mọi người có thể thấy những cô gái đằng kia không? Họ đều đến từ Việt Nam. Trong 3 năm dịch bệnh, người Trung Quốc gần như đã cạn kiệt hết tiền tiết kiệm rồi. Tuy nhiên, Việt Nam lại khác. Họ đã tích lũy được một đống của cải. Bây giờ người Việt Nam rất chịu chi và sức mua rất mạnh. Họ thừa tiền đến mức sang Trung Quốc xây cả thành phố và đồng hóa nơi đây trở thành vùng đất của riêng họ. Trên danh nghĩa thì là một huyện của Trung Quốc, nhưng đi vào đây chẳng khác gì là du lịch Việt Nam. Đó là chia sẻ của A Quang, một blogger du lịch có trên 3 năm kinh nghiệm. A Quang đã đi đến rất nhiều quốc gia và trải nghiệm những điều kỳ lạ trên thế giới. Vì vậy, những nhận định của anh ấy có sức nặng rất lớn đối với netizen Trung Quốc. Nhưng trước khi điểm qua comment của các bạn Trung Quốc, chúng ta cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến địa lý. Theo như mình tìm hiểu được, Hà Khẩu là một huyện tự trị thuộc tỉnh Vân Nam, ngăn cách thành phố Lào Cai bởi sông Nậm Thi, nên người Việt Nam có thể đi lại khá dễ dàng. Hàng năm, Hà Khẩu có một lượng lớn khách du lịch từ Việt Nam sang. Nhưng mà thú thật, so với nhiều nơi có cảnh sắc xinh đẹp tuyệt vời ở Việt Nam, Hà Khẩu không có gì là thú vị, chỉ được cái mác nước ngoài, còn lại cảnh vật thiên nhiên thua xa Lào Cai, Hà Giang của Việt Nam. Mấy năm trở lại đây, Hà Khẩu thu hút rất nhiều khách du lịch nội địa Trung Quốc bởi họ nghe đồn rằng Việt Nam đã đến Hà Khẩu để xây dựng một đế chế. Đây là những người tò mò về Việt Nam và muốn tìm hiểu về đất nước của chúng ta. Họ không thể đến Việt Nam nên chỉ có thể đến được những nơi như Hà Khẩu để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và ngắm nhìn Việt Nam từ xa mà thôi. Từ video của A Quang có thể thấy hai điều. Thứ nhất là sức mạnh dân tộc của Việt Nam, đi đến đâu là có thể kết nối và xây dựng cộng đồng đến đó. Thứ hai là người Việt Nam chưa bao giờ nghèo giống như tưởng tượng của Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc cứ đinh ninh rằng Việt Nam lương thấp lấy đâu ra tiền mà đi du lịch, không đủ ăn thì lấy đâu ra mà đi trải nghiệm. Hoàn toàn sai nha. Bây giờ người Việt đã có tiền để đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thậm chí chúng tôi còn đi sang Trung Quốc xây cả khu phố bên đó. Không chỉ A Quang, có một blogger khác người Trung Quốc cũng đã nhận ra Việt Nam bây giờ khác lắm. Đó là anh chàng A Mu. Mới đây A Mu đã đăng lên mạng video với tiêu đề Thời thế thay đổi, người Việt trở nên giàu có, lượng lớn du khách Việt vào Trung Quốc qua cảng Hà Khẩu. Trong video, A Mu chia sẻ, người Việt hoàn toàn không nghèo giống như nhiều người vẫn nghĩ. Ngày nay, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc giống như đi chợ. Họ mua sắm rất nhiều và sức chi còn mạnh hơn người Trung Quốc. Có lẽ rằng sau khi xem xong video của A Quang và A Mu, chắc chẳng còn anh em Trung Quốc nào dám coi thường Việt Nam nữa rồi. Nhưng đó chỉ là dự đoán của mình thôi, còn sự thật netizen Trung Quốc nghĩ gì thì ngay bây giờ mời các bạn cùng mình đọc bình luận của cư dân mạng bên dưới hai video này nhé. Thông thường, sự hiện diện của Việt Nam thời xưa thấp vì tương đối nhỏ, hiện nay có quy mô gần bằng Nhật Bản và sự hiện diện của Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Xem video của A Mu, ấn tượng ban đầu của tôi đã thay đổi. Trước đây, người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, chở cả núi rau trên xe đạp đi bán ở Trung Quốc. Bây giờ họ đều sang Trung Quốc để đi du lịch và mua sắm. Sự phát triển của Việt Nam không thể so sánh được. GDP bình quân đầu người của Việt Nam chắc chắn sẽ vượt Trung Quốc. Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm, đi khắp Nam, Trung, Bắc. Người dân Việt Nam có mức sống rất cao, không có áp lực thế chấp, vay mua ô tô, quà tặng cô dâu. Người dân chi tiêu nhiều về du lịch, giải trí và họ biết cách tận hưởng cuộc sống. Điều đáng mừng là các nước và khu vực kém phát triển xung quanh đều noi gương Trung Quốc và phát triển kinh tế. Họ tiêu số tiền kiếm được để đi du lịch Trung Quốc và tận mắt tìm hiểu Trung Quốc, tạo thành một vòng tròn và ngày càng phụ thuộc. Nó tốt hơn nhiều so với việc một lượng lớn người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài và gửi tiền ra nước ngoài. Không phải là bạn có tiền, đến Trung Quốc không tốn nhiều tiền, giá cả cũng không đắt đỏ như ở châu Âu và Mỹ. Nguyên nhân chính là bạn không thể ở lại Việt Nam được nữa. Người Trung Quốc không dám sang Việt Nam vì không thân thiện với người Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, hàng nghìn người Trung Quốc lậu sang Việt Nam làm việc được hồi hương mỗi năm. Các nước láng giềng đã vượt qua Trung Quốc, điều này gây áp lực lớn cho Trung Quốc. Việt Nam học chúng ta tất cả. Trước đây khi chúng ta cải cách, thành lập các đặc khu kinh tế, Việt Nam cũng học chúng ta để phát triển các đặc khu kinh tế. Có rất nhiều điều đáng tự hào. Vào năm 2022, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc sẽ là 12.700 đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ là 4.100 đô la Mỹ. Mấu chốt là dân số Trung Quốc gấp 13 lần Việt Nam. Đi du lịch hay không quan trọng, đó là cách đúng đắn để nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn kết hôn và đến Trung Quốc. Hiện nay ở nước ta có quá nhiều người độc thân. Việt Nam đã trở thành một nước phát triển, tôi đoán chúng ta vẫn đang dậm chân tại chỗ. Cơ hội tốt, hãy mở ngay chính sách đón người Việt mua nhà, định cư tại Quảng Tây. Hãy nhìn theo cách này, sự phát triển của Việt Nam có lợi cho Trung Quốc, chào mừng đến Trung Quốc để tiêu dùng. Người dân không thể nghèo cả đời, chúng tôi mong các nước xung quanh sẽ giàu có, để họ có thể ổn định và khỏe mạnh, vượt qua châu Âu. Nền kinh tế Việt Nam chắc chắn đang tăng trưởng nhanh, trong khi nền kinh tế Trung Quốc còn yếu và đang suy thoái. Việt Nam là một nước phát triển, hãy đến thăm chúng tôi để xem Trung Quốc lạc hậu đến mức nào. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những comment của Hội Bàn Phím Trung Quốc. Có khá nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng dường như anh em Trung Quốc đều đã quay xe, từ chê bai chuyển sang khen ngợi và nể phục Việt Nam. Mới ngày nào, Trung Quốc còn chê Việt Nam thiếu gạo ăn, nghèo đói, kém văn minh, mà giờ chính họ cũng phải gật gù khen Việt Nam vì tốc độ phát triển nhanh. Mình chợt nhớ một người bạn Trung Quốc từng hỏi mình, Việt Nam nghèo nên không thể mua được ô tô đúng không? Và mình bảo rằng, không, vì ô tô ở nước tôi đắt gấp 3 lần nước bạn. Anh bạn đã ngỡ ngàng luôn, từ đó không dám coi thường Việt Nam nữa. Thực sự thì Việt Nam không thể so sánh với Trung Quốc được, nhưng Việt Nam đang phát triển tốt, vượt bậc, không hề mơ hồ mà rất rõ ràng. Sự thay đổi hiện rõ trong chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Người Việt đã đi du lịch khắp thế giới, mua sắm đủ thứ họ thích, và hơn nữa là được tận hưởng cuộc sống tự do, không gò bó như người Trung Quốc. Người Trung Quốc có quan niệm là chỉ cần thấy nước này, chỗ nào cũng rách nát, thiết bị hạ tầng cơ sở chưa hoàn thiện. Đường phố không rộng rãi tráng lệ thì cho rằng nước này hỏng rồi. Nhưng thật ra không phải. Người Việt Nam toàn đại gia ngầm không đó. Tuyệt đại đa số người Trung Quốc từng đến Việt Nam phần lớn chỉ nhìn thấy hiện tượng bên ngoài chứ không phải đời sống thực chất của người Việt Nam bình thường. Do đó có sự hiểu lầm về Việt Nam. Và đặc biệt, nếu chưa biết, chỉ xem qua mạng, họ sẽ càng bị mù tịt về thông tin hơn. Hy vọng rằng sau khi có những blogger như A Quang và A Mu, người Trung Quốc sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về Việt Nam. Các bạn có cảm nhận thế nào sau khi xem video này? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của bạn nhé! Đến đây thì Netizen React phải nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!